Anh Nhật Trân kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình The Jimmy Show. Đây là chương trình quay hình thứ hai với Jimmy. Kính thưa quý vị, đặc biệt trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp lại một nữ danh ca mà tuần trước quý vị cũng đã nghe cô chia sẻ về những cái đời sống văn nghệ cũng như những tâm tình mà ít người biết trong cái đời sống văn nghệ của cô. Kính thưa quý vị, đó là nữ danh ca Lệ Thu. Xin chào cô một lần nữa. Dạ vâng, xin chào Jimmy. Vậy là mình đã có kết thúc ở đây chưa? Mình bây giờ bắt đầu từ kết thúc. Là bởi vì cái thưa quý vị là cô Lệ Thu là một người nữ danh ca mà phải dùng một cái từ là có thẩm quyền trong cái đời sống văn nghệ từ trước 75 cho tới hải ngoại. Tại vì cô đi một cái đường rất dài, rất dài rồi mà được bao nhiêu khán thính giả yêu mến cho bao nhiêu năm qua. Cho nên Nhật nghĩ rằng á, nếu mà để nói về cái đời sống cũng như là cái sinh hoạt văn nghệ của cô là phải cần có một cuốn sách hoặc là một cái chương trình, một cái DVD mấy tiếng đồng hồ để phỏng vấn cô. Nhưng mà với cái giới hạn của cái chương trình talk show thì chúng ta chỉ có vài phút thôi. Thì cho nên rất là cảm ơn cô đã trở lại với chương trình này trong phần 2. Cảm ơn Jimmy, dạ cảm ơn. Lệ Thu xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cái talk show của Jimmy và của Thu. Và như Jimmy đã nói, đã giới thiệu, show của Thu là ngày mùng 5 thứ 7 và ngày mùng 6 chủ nhật và đầu tháng 8 thì Thu sẽ hát với lại ca sĩ Trần Thái Hòa. Thì Thu xin mời quý khán thính giả đến vui với Thu, vui với tụi này. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn tái ngộ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chắc quý vị nào mà yêu nhạc ở vùng quận Cam thì chúng ta cũng biết là phòng trà Lạc Cầm là một trong những cái nơi, một cái tụ điểm mà chúng ta thưởng thức những bài hát thính phòng rất có giá trị tại nơi đó. Khung cảnh rất ấm cúng, lại đẹp mà ban nhạc thì tuyệt vời. Bởi vì con được có hân hạnh là làm việc tại nơi đó. Bởi vì con có biết là ban nhạc thì có những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Lê Sĩ Dự là nhạc trưởng, rồi Gary là đánh trống, nhạc sĩ Hoàng Công Luận chơi violin, control bass là có anh Vũ Anh Tuấn, guitar là có anh Lê Từ Phong, là những nhạc sĩ rất tài hoa. Thứ dữ không à? Yeah. Bởi vì vậy quý vị ra ngoài đó là về phần âm thanh và ban nhạc là quý vị khỏi lo rồi. Còn về ca sĩ thì tuyệt vời. Bởi vì quý vị thấy rằng á là cô Lệ Thu ít khi song ca với ai, nhưng mà khi song ca với một người nào đó thì phải dùng một cái chữ tuyệt vời. Chưa chắc ạ. Thì sẵn đây con cũng hỏi cô ngay, như lúc nãy con có nói là cô ít song ca. Tại sao mà con nhìn nghe lại những cái bài trước 75, hầu như con nghĩ là không tìm được một bài nào song ca của cô hết. Cái đó thường thường có những cái người ta hát chuyên môn về solo, tức là hát đơn ca, hát một mình thôi. Tôi cũng không biết tại sao. Hay là cô, tại vì cô kỹ tính trong vấn đề chọn bài? Không đâu. Hay là... Không đâu. Cũng rất thích được hát. Cũng có song ca với lại Elvis Phương. Cũng với lại Tuấn Ngọc đấy chứ. Mà sẵn đây cô cũng hỏi luôn. Đây là câu hỏi cũng là người quen của cô là anh Nguyễn Lập Hậu, là người lo cái graphic design đó. Thì muốn hỏi cô là tại sao trong bao nhiêu năm qua cô đã hát bao nhiêu bài mà sao ít thấy cô hát với nam ca sĩ? Có chứ. Ví dụ như lần này là Trần Thái Hòa. Chứ 75 Thâu Băng rồi đó. Nhưng mà tại vì theo tôi nghĩ đó là chiếc 75 đó là vì hát độc quyền. Với lại hồi đó chưa có nam ca sĩ nào mà tương đối nổi tiếng, thành ra họ không có ghép được. Kể cả anh Ngọc, kể cả Sĩ Tuấn Phú. Tuấn Ngọc thì là hồi đó Sĩ hát Phú. Còn ngọng nghếu ngọng nghệu lên. Nam danh ca anh Ngọc thì sao cô? Không, anh Ngọc thì là thuộc đàn anh rồi, anh ấy đâu đâu gọi là. Thì sau 75 thì thấy cô cũng song ca với chú Elvis Phương, rồi có Tuấn khi Ngọc. Là Tuấn Ngọc, Vũ Khanh. Đúng rồi. Và đặc biệt hơn là kỳ này là quý vị sẽ thấy một màn song ca đặc biệt của cô Lệ Thu với lại Trần Thái Hòa. Quý vị sẽ không thấy hình ảnh này trên băng video, tại chưa bao giờ thấy hai người băng trên băng video hết. Chỉ xem live và tại Lạc Cầm mới được thưởng thức một cái đêm đặc biệt đó. Thì chắc chắn hôm đó là sẽ có nhiều ngạc nhiên cho khán giả lắm cô ha. Nhất là về bài hát. Vâng. Theo như cô theo cái sự thưởng thức mà về âm nhạc của cô đó, Trần Thái Hòa hát khá lắm ạ. Và thưa cô là về cái đêm nhạc đó tại ngày Lạc Cầm, ngày 5, ngày 6 Tây, thì cô có hát những bài nào mới chưa bao giờ khán giả được nghe không? Có, nhưng cô đã thí nghiệm là hát những cái bài mới ở các cái nơi mà đi show đó. Khán giả chưa quen. Hồi trước 75 đó,
thì những cái bài hát mới đó thì được phát thanh trên làn sóng. Thì dần dần họ sẽ quen đi. Thí dụ như cái bài cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngõ ngay nào cũng phát. Rồi, thí dụ như bài tình khúc thứ nhất là tối nào cũng đài truyền hình số 9 cũng phát lúc 7 giờ. Đó, đại khái như vậy thì những cái bài đó người ta quen thuộc. Chưa kể là các ban phòng trà, các băng dĩa nhựa là hình ảnh của cô và tiếng hát của cô là tràn ngập hết trong phòng khách của khán giả. Còn ở bên này thì 5 ngày weekday, tức là 5 ngày ngày thường đó, phải đi cày. Chỉ có cuối tuần, mà cuối tuần thì lại bay chỗ này, bay chỗ kia. Đấy là khán giả Quận Cam rất là thiệt thòi. Bởi vì phải bay. Thì cái lần này đó, quý vị mà bỏ lỡ cơ hội đó, thì Thu sợ là một vài tháng năm nữa đó là Thu chống gậy hát không được. Hầm dọa ghê quá. Không, con phải nói với tất cả quý vị là thực sự nhìn cô Lệ Thu rất là khỏe. Cô tại vì cô có tập thể dục phải không? Bởi vì cô mặc dù cô tới ngày hôm nay sau bao nhiêu năm tháng cô hát cho khán giả thì thấy cô vẫn khỏe, đó là cái điều mà con rất mừng. Và cô vẫn còn đi show, đi hát là cái điều con mừng lắm. Thì cho nên quý vị nào yêu mến tiếng hát của Lệ Thu, của Trần Thái Hòa, xin quý vị hãy đến với Lạc Cầm vào ngày 5, ngày 6 tây, tức là thứ bảy chủ nhật. Quý vị có thể gọi ngay cho ban tổ chức. Tháng 8, quý vị có thể gọi ngay cho số phone là 657-400-2750 để quý vị đặt chỗ từ bây giờ, bởi vì chúng tôi biết là còn rất ít chỗ. Đúng rồi, tại vì số cũng ít, cái số chỗ cũng ít. Số chỗ cũng ít, mà mặc dù mình là 2 ngày nhưng mà đã, khi mà thực sự luôn, khi mà nghe tin cái poster là post lên là cái show của Lệ Thu Trần Thái Hòa thì khán giả phải nói đùng đùng vào là mua vé. Có người cái này nói nhỏ, có người là phải bỏ vé một cái show ca sĩ khác để mua của cô. Dạ vâng, để thấy được là cái sự thương yêu mà khán giả dành tặng cho cô trong bao nhiêu năm qua. Thưa cô, là những lúc chương trình trước đó, cuối chương trình trước thì con có hỏi cô là về những cái khó khăn trong cái vấn đề sau 75 cũng như là thời ở hải ngoại, thì cô bước qua đây thì được rất nhiều mọi người đồng hương yêu mến, đặc biệt là cái đêm nhạc ở Beverly Hills. Thì thưa cô, là con thấy rằng cô là một trong những người cũng thâu băng và thâu thanh nhiều ở hải ngoại, mà đặc biệt là có cái cuốn băng nhạc bán cổ điển là cuốn Chả Khúc. Xin cô chia sẻ về cuốn đó, bởi vì cái hòa âm là của nhạc sĩ Duy Cường. Cuốn đó là do cô collect những cái bài hát 10 bài, 10 tình khúc bán cổ điển lẫy lừng nhất trên thế giới để làm cuốn đó. Cuốn đó cũng là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cô rất là yêu cái cuốn đó. Mà cũng tái bản nhiều lần cô hả? Quá nhiều lần. và thực sự tới ngày hôm nay được phải nói là nhờ cái cuốn đó nhạc sĩ Duy Cường hòa âm. Cho nên âm thanh tới ngày hôm nay nghe nó không bị lỗi thời. Nghe nó vẫn mới và rất là tây. Nhất là cái dàn dây kéo rất hay. Và bên cạnh đó thì còn có một cuốn nữa là cuốn Nước Mắt Mùa Thu. Nước Mắt Mùa Thu là Trúc Hồ, nhạc Trúc Hồ hòa âm cũng tuyệt vời không kém. Cô chia sẻ về cái cuốn đó. Cô buồn cười lắm. Cứ thấy người nào tài thế là mình là nhắm rồi đó. Nhắm rồi đó là cái là phải mấy cái bài đó để cho người đó viết hòa âm. Jimmy chưa nhớ đến cái cuốn, một cuốn nữa là cuốn Tưởng Niệm. Dạ con định nói cô. Của Trịnh Nam Sơn làm cái cuốn đó. I see. Thưa cô, cái lời cô nói rất là đồng ý, là bởi vì một lát con sẽ hỏi thêm về cái cuốn Tưởng Niệm, bởi vì cuốn đó là cái cuốn đầu tiên con được nghe cô hát. Sau một vài phút thương mại, hai cô cháu mình sẽ tâm sự tiếp về cuốn băng Tưởng Niệm đó. Xin quý vị hãy giữ màn ảnh và chúng ta sẽ trở lại trong The Jimmy Show. Xin chào đón quý vị trở lại với chương trình là Jimmy Show, và xin mời quý vị cùng với Nhật tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Lệ Thu. Xin chào cô, lúc nãy hai cô cháu mình đang nói dở dang về cái những cuốn băng nhạc cô làm ở hải ngoại. Thì có mấy cuốn mà con thích, như lúc nãy con nói là Như Cánh Vạt Bay, rồi cuốn bán cổ điển mà Duy Cường hòa âm, rồi cuốn Nước Mắt Mùa Thu nhạc sĩ Trúc Hồ hòa âm, và một cuốn mà con phải nói biết đến cô và yêu nhạc của cô hát là cuốn Tưởng Niệm. Thế à? Bởi vì được mở đầu bây giờ, bằng... bây giờ nhờ cuốn đó mới biết đến cô à? Dạ, bởi vì thực sự luôn mà nói là con hồi bé thì ở với gia đình. Gia đình thì lại nghe nhạc bolero là nhiều.
nghe Hoàng Oanh chế lên Thanh Tuyền rất là nhiều. Bởi vì Khánh Ly, Lệ Thu chỉ khi nào coi Paris by Night hay Asia mới được biết thôi. Thì sau này lớn thì được có dịp là anh Hậu cho nghe cái cuốn tưởng niệm thì thích cái cuốn đó. Có biết vì sao thích cuốn đó không? À, bởi vì mở đầu bằng những cái lời giới thiệu rất hay. Đó. Mà con nhớ nhất là cái câu là anh yêu dấu, nói cho em nghe. Thì xin hỏi cô chương là chương trình của chúng mình khởi đầu từ đâu? Có phải chăng là những ràng buộc? Con nhớ tới ngày hôm nay. Và cái câu cuối cùng là cô nói là Thu yêu anh, ôi Thu yêu anh. Thì xin hỏi cô là anh đó là ai vậy? Anh là tất cả. Là tất cả. Anh là tất cả. Câu trả lời là khán giả. Khéo. Là dạ, khán giả. Đôi khi con nghĩ đâu anh nó có thể là con trong đó. Ôi. Hay là con, tại vì con là yêu giọng hát cô rồi. Thì đúng rồi. Có thể là thì em anh, con trong đó. Rồi. Cô hát cho tất cả mọi đúng người. Rồi. Rất hay. Và cái cuốn đó thì thực sự là như cô lúc nãy có nói là nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn hòa âm. Và nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Lê Hoàng Hai Thị. Hai nhạc sĩ. Và Thâu ở phòng thâu của Asia đây. Ồ dạ, đúng rồi. Bởi vì con có thấy trong cái băng thì có để cái tên phòng thâu Trần Ngọc Sơn mix cho cuốn đó. Nói thật đó, là tại sao mà Thu cô lại lọt vào cái thế giới của âm thanh, và trong này mình mới thấy là âm nhạc hình như nó là tất cả, nhưng mà riêng cô hiểu là một phần của đời sống, thiếu nó sẽ giống như là cây không có lá. Không có, thực sự không chỉ riêng cô đâu mà với rất nhiều người yêu nhạc, mà ngay cả bản thân con đó. Một ngày mà không nghe một bài nhạc, không nghêu ngao một câu hát, hình như là mình sống không được. Sống không được, phải nghe. Mà lúc nào trên xe là cũng phải có một cái CD của cô Lệ Thu hay của cô Khánh Ly hay của cô Lê Uyên. Phải nghe, đi làm trên đường đi là phải nghe. Chứ không thể nào mà một ngày với mình mà không có âm nhạc là không đúng được. Dạ, giống như cá mà thiếu nước vậy đó. Dạ, thưa cô, như vậy là cô phải nói là một người rất may mắn trong cái vấn đề về nghề nghiệp. Từ trước 75 được các nhạc sĩ như Lê Văn Thiện, Nguyên Phú Phi lo về hòa âm. Dạ. Sang tới hải ngoại là được các nhạc sĩ cũng rất lớn của chúng ta như là Duy Cường, Trúc Hồ, Trịnh Nam Sơn lo về hòa âm. Văn Phụng. Văn Phụng nữa, nhạc sĩ Văn Phụng nhiều nữa. Lắm, nhiều lắm. Cô có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Văn Phụng không? Có. Một cái kỷ niệm là lúc đó đi tới thâu hòa âm cho sóng đĩa nhạc. Sóng nhạc Asia. Sóng nhạc Asia. Chứ không phải là sóng nhạc. Sóng nhạc riêng. Asia riêng. Dạ. Của ông Nguyễn Tất Quân. Không. Ông Oanh là sóng nhạc. Sóng nhạc thôi. Còn cái này là của cô Bảy. Cô Bảy. Cô Bảy. Dạ. Thì anh Văn Phụng với lại chị Châu Hà. Thôi không nhắc đến nữa. Đưa cho cô coi một cái hình. Mà cô trông thấy cô muốn té ngửa ra. Hình vui mà, hình hơi tầm bay. Hơi mắc mẻ chút hả? Hai ông bà có chuyên môn là có lấy mấy cái đó. Vui lắm. Dạ vui, không thực sự mà. Đó là kỷ niệm về anh Văn Phụng. Rồi sau 75, sau 75 ở đây, nhất là khi thực hiện cuốn Như Cánh Vạt Bay, thì cô có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Văn Phụng? Anh ấy dễ thương lắm. Dạ. Anh ấy giờ mắt phải hát cho tới nơi, tới chốn. Mà cô hát thì đâu đến nỗi tồi phải không? Dạ đúng rồi. Ông bảo, cái này không được, cái này không được. Là bị la phải không? Không có la. Không có la, nhưng mà chỗ này Lệ Thu nên thế này, chỗ này Lệ Thu nên thế này. Mà cô đã là một danh ca rồi. Chưa chắc ạ. Danh ca mà chưa chắc là đã là hay. Đúng, đúng là như vậy, là bởi vì thực sự để có một cuốn băng hay á, thì phải có những cái sự khó khăn trong cái vấn đề. Đúng rồi. Cả hai bên nhạc sĩ, hòa âm và cũng như là người ca sĩ hợp tác với nhau mới có được cuốn tuyệt vời. Nhưng có điều này, 70%, nếu không muốn nói là 80%, mà cuốn băng hay và ca sĩ hát hay do hòa âm hay. Chính xác cô. Tới ngày hôm nay con cũng đồng ý với cô ngày hôm đó, là bởi vì là muốn có một cuốn băng hay mà một bài nhạc hay á, là cái hòa âm nó giống như là một chiếc áo vậy đó. Cái vải đẹp phải có một người cắt hay cỡ gì chăng nữa mà hòa âm không đúng hoặc là đại khái là không hay cũng vứt đi. Dạ, chính xác. Đồng ý không? Dạ, được, đồng ý với cô. Thành ra tôi luôn luôn là tôi rất là, nếu mà kêu bằng rất là tôn kính mấy cái vị sư phụ mà về viết về hòa âm. Viết về hòa âm tuyệt vời cô ha. Thành như là con nghĩ này, không biết đúng không, sau thành công của Như Cánh Vạt Bay thì cô với cô Khánh Ly cũng hợp tác thành cuốn Đêm Hạ Hồng. Đêm Hạ Hồng cho cô làm. Cho cô làm. À. Là cô thực hiện. Là của ai hòa âm cuốn đó cô?
Ông Lê Văn Thiện. Lê Văn Thiện. Dạ. Hình như con thấy cái cuốn đó nó lại muốn cô muốn làm gì đó cho nó khác cái cuốn trước. Đúng rồi. Phải không? Nó cho vui hơn. Vui hơn. Dạ. Mà nhạc nhảy đầm không à? Nó vui lắm. Lần đầu tiên. Mây lang thang. Mây lang thang. Mây da 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 da. Là cái như vậy. Quá hay ha cô. Lại còn nghe cô và cô Khánh Ly lại yêu nhau, yêu em dài lâu nữa. Rồi, cô thích nhất cái bài là trong đó là cái bài gì biết không? Dạ. Tôi trở về thành phố. Một ngày không có em đại khái như vậy. Cái bản đó là đã dính liền Even mà đã gắn liền với Tam Băng Ca Sao Băng. Tam Ca Sao Băng mà không ngờ cô với cô Khánh Ly vừa hát vừa bè cũng rất là hay. Hay ha. Dạ. Có nhạc sĩ tình cờ bên Pháp sang bè luôn. Bè luôn. Dạ. Tại vì con thấy là trong CD không biết sau này người ta đánh lộn hay sao, đánh lộn cái chữ á là để là Khánh Ly lại thu Thanh Phong thì đúng rồi, đúng rồi. Thanh Phong chưa chứ không là bè chung với cô nữa. Wow, vậy quá hay luôn. Bởi vì nghe là cái cuốn băng mà xếp theo thứ tự là đúng như là một chương trình dạ vũ nhạc tour vậy. Ba xô cha cha rumba xì lô là có đầy đủ trong đó có băng nữa. Và dễ sợ. Con thực sự là rất là may mắn bởi vì con biết là ngày hôm nay ở ngoài tiệm băng đó giờ rất là ít người bán băng diện nữa rồi. Đúng rồi. Mà những cuốn băng đó bây giờ đã hết rồi. Không còn bán nhiều. Cô còn giữ. Dạ cô còn giữ. Vậy thì chắc cũng phải liên lạc với cô để xin mua những cuốn băng đó để làm về làm kỷ niệm. Và quý vị nào mà muốn có được những cuốn băng như là chúng tôi vừa thưa quý vị thì việc cứ liên lạc với cô Lệ Thu. Như cánh vạt bay. Như cánh vạt bay đêm hạ hồng. À, đêm hạ hồng. Tưởng niệm. Tưởng niệm với lại. Lời buồn thánh. Lời buồn thánh. Với lại cái gì? Vừa rồi đó. Mối tình xa xưa là cuốn là dạ khúc. Dạ khúc đó. Dạ khúc. Dạ. Cô còn giữ hết những cuốn. Giữ hết. Dạ. Không biết nếu mà cô được, cô hay cho khán giả cái số phone hay là cái liên lạc như thế nào không? Số phone đó hả? Dạ. Để thì mua băng. Jimmy cứ việc bỏ lên. Dạ. Vậy con sẽ đánh cái số phone của cô lên trên cái màn hình để quý vị có thể tiện liên lạc. Nhá. Ok. Dạ. Cảm ơn quý vị. Và thực sự là cái cuốn đêm hạ hồng thì hai cô có định làm thêm một cuốn thứ ba không? Cô với cô Khánh Ly. Hình như có ạ. Hình như có ạ. Mà cô không nhớ là cuốn nào. Như có. Theo như con được biết là nếu có là hát rải rác trong những chương trình khác đúng thôi rồi, đúng rồi. Chứ không có nguyên một cuốn mà như là cuốn như cánh tạc bay và đêm hạ hồng nha. Nếu bây giờ có một người nhạc sĩ nào đó chịu đứng ra thực hiện một cuốn băng cho hai cô thì hai cô có hợp tác trở lại và hát chung với nhau. Riêng cô thì chịu. Dạ. Còn cô Khánh Ly chắc phải hỏi ý kiến. Dạ. Vậy thì nếu mà cô Khánh Ly có xem cái show này thì con hy vọng là cô sẽ trả lời là ok để khán giả, nhất là đối với thế hệ trẻ như là con có dịp là thưởng thức lại giọng hát hai cô nó được hát chung, người hát người bè thì tuyệt vời lắm. Cái show ở Lạc Cầm tới này đó, cô nghe thôi, nghe phong thanh thôi là cô Khánh Ly sẽ đi với một nhóm bạn để tới chơi. Đồ ủng hộ cho người bạn của mình là cô. Bạn của bạn ta đó, khai ta đó. Và cô đã nghĩ ngược lại rằng tại sao Lạc Cầm không mời cô Khánh Ly hay là cô Khánh Ly chê chẳng hạn thế. Còn nếu mà cô Khánh Ly mà hát Lạc Cầm nữa đó, cô lại cũng sẽ tới. Cái đó mà, là phải gọi là Lạc Cầm tuyệt vời. Mà nếu mà cô tới đó, cô không có ngồi nghe đâu. Cô tới đó, cô nhảy lên sân khấu, cô hát xong ca luôn. Quá hay. Vậy thì quý vị nào yêu tiếng hát của Lệ Thu và Trần Thái Hòa, quý vị không nên bỏ qua đêm nhạc tại Lạc Cầm ngày 5 và ngày 6 Tây. Tại vì 8. Tại vì có bạn của cô. Dạ. Là ai biết không? Cô Khánh Ly. Không thể nào một đêm mà tới ba danh ca mà hát chung sân khấu vậy là quá tuyệt vời rồi. Cô không nghĩ là Khánh Ly sẽ hát đâu. Dạ. Nhưng mà Khánh Ly chắc là cô sẽ đứng lên chia sẻ. Khoái nghe thôi. Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị. Cô cũng yêu âm nhạc lắm ạ. Đó đúng, rất là yêu âm nhạc. Thì thực sự mà khi mà hay tin mà cô có sắp đêm nhạc ở đó thì cô Khánh Ly cũng đã nói là cô sẽ thu xếp đến để chung vui và nghe cô với anh rất Hòa. Dễ thương. Rất dễ thương. Và nếu một ngày gần mà có dịp mà hai cô có một cái show nhạc ở Lạc Cầm chung á. À, nghĩa? Thì quá tuyệt vời. Con hy vọng một ngày không xa nếu mà cô. Nghĩa? Tại sao không? Phải không cô? Chỉ cần là nếu quý vị ủng hộ cái show này thật nhiều thì chúng tôi sẽ có cái nguồn cảm hứng sẽ thực hiện cái show nhạc kế tiếp lần tới nữa, phải không? Cô có là vài lời cuối với các bạn. Như tôi đã nói đó là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe tụi này quậy, phải nói là quậy. Lệ Thu mong là quý khán thính giả bớt chút thì giờ để đến với Lệ Thu Trần Thái Hòa để nghe tụi này hát tâm sự nỉ non với quý vị những cái chuỗi ngày qua, những ngày này và những cái dự định sắp tới, cũng như là mình cùng nhau tìm về kỷ niệm. Dạ, đúng như xin vậy. Cảm ơn quý vị. Và
và để cùng tìm nhau trong đêm nhạc của Lệ Thu và Trần Thái Hòa. À, xin cảm ơn cô thật nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong đêm nhạc của Lệ Thu và Trần Thái Hòa. Xin cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau với người khách mời cũng rất là đặc biệt là nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin quý vị hãy nhớ đón xem nam ca sĩ Nguyên Khang. À thế à. Xin cảm ơn quý vị. Dạ.